Chào các bạn, một ván đấu làm cho giới mộ điệu phải nghiêng mình thán phục trước sản phẩm vô cùng độc đáo của mình. Phía xe không thương tiếc, và cho tới khi chỉ còn đúng một lão chốt đã bất ngờ dấn thân để lập nên công trạng để đời. Một lần nữa, nếu như có phụ đề tiếng Việt trong lúc xem thì các bạn hãy tự tắt để được tập trung hơn. Trở lại với trận chiến tàn khốc giữa một đằng là danh tướng Giang Tô họ Từ tên Siêu và loạn chiến vương của Kỳ Đàn tên Chí họ Hồng trong giải Tịnh Nguyệt Bôi của năm 2020. Trong đó Từ là người cầm đỏ và phi tưởng, Chí nhảy ngựa, Từ binh bảy tiến một. Chí lập tức đã truyền tam bộ hồ và Từ Siêu được pháo sĩ giác. Chí bắn binh chủ lực trước, mã nảy quang lên, rồi tiếp tục đưa pháo còn lại vào trung lộ và Từ Siêu nhảy mã để tạo căn ngay. Sau khi tới đây, Hồng Chí lựa chọn là binh bảy tiến một và Từ xuất gấp xe. Chí nhảy chính ngựa còn lại và Từ bổ sĩ trước. Một kích đánh rất chủ động để chỉ cần đón lõng Từ trước. Nếu như Chí tiện tay lộ diện gấp chủ lực còn lại, Từ hoàn toàn có thể thoải mái tiến pháo tám nảy qua sông và phong tỏa ngược. Và chắc chắn cũng vì vậy mà hình cơ của Chí đang còn dần mai phục là pháo giáp ngựa, chẳng thể nào dễ dàng để hình thành. Bởi vậy lúc này, Chí lựa chọn cách thức còn lại là khởi gấp một hoành xe. Từ Siêu đưa pháo tuần hà và Chí binh 5 tấn 1. Sau khi Từ tới đây, dùng binh 3 tấn 1 thông đấu và giành quyền để điều chuyển pháo sang phía cánh phải. Từ đó chủ lực ở phía sau sẽ tha hồ cát cứ ở một vị trí rất mạnh và chắc địa hơn, chính là ngay hàng chốt của đối phương. Đối diện việc này, Chí quyết định đưa mã 7 tiến 5, vẫn thực hiện mưu đồ ban đầu của mình. Và Từ bẩn thúc ngựa, một trong những thủ pháp cơ bản để hóa giải pháo giáp ngựa là phải đấu đổ đi bằng được sức liên kết của hai chiến mã. Và tới đây thì Hồng Chí quyết định lấy binh 7 tiến 1 trước, và Từ đổi ngang ngựa, đơn mã này phải theo, rồi vần pháo sang cánh phải. Và cũng nhờ vậy mà Chí thực hiện được mưu đồ là binh 5 tấn 1, sau khi Từ buộc phải chấp nhận pháo này theo và giành quyền để xe này tiến lên phía trước. Chỉ cần một nước cờ hiện hữu, chốc thẳng vào chốt, vây bắt ngựa và tạo ra những sức ép nhất định. Nhưng cũng chẳng vì vậy mà Chí lấy làm bất ngờ. Dường như anh đã thủ sẵn cho mình, lấy xe điều quá cung, liên kết với chủ lực còn lại vừa phục có thể cắm chiếu bất ngờ. Và Từ đã ra tay trước, dùng xe diệt chốt, mã phải tháo chạy, rồi lại giật pháo. Nước cờ này cũng tỏ ra vô cùng cần thiết, tại vì nếu không, sau khi màn đấu đổi thông tuyến này diễn ra, trận địa của Chí dễ dàng để phát triển thế tiến công hơn bằng cách mai phục đánh vào một điểm yếu chí tử của danh tướng Giang Tô, lấy pháo để quét lấy chốt biên. Với thế tứ tử đồng biên của đối phương, Từ Siêu khó lòng mà đỡ nổi. Còn lúc này, Hồng Chí đã phải liên kết tường. Trận cờ đã hoàn toàn thay đổi, cho nên phòng thủ cũng là một nước cờ bất đắc dĩ. Nhưng rõ ràng, tới đây chúng ta mới có thể thấy được nét đẹp trong cách điều quân của loạn chiến vương. Đơn tường tạo cân cho ngựa, ngựa cũng tạo ra một mối thâm giao đối với trung pháo phía trước và cả đơn chốt phía sau. Trong hình cờ này, lực quân của Chí xem chừng như đã dễ dàng để phát triển hơn. Vấn đề còn lại của Từ, danh tướng Giang Tô, là đơn xe đường 1 đang thực sự là một nguy cơ về lâu về dài. Tại vì án binh bất động quá lâu cũng chẳng phải là cách hay. Nhưng nếu như tức tốc để lộ diện, chắc chắn đơn chốt này mất mạng và thế công của Chí ngày càng trở nên hung bạo hơn. Thế nhưng, đây là một trận chiến còn rất nhiều điều bất ngờ ở phía sau. Từ Siêu điều xe để chiếm cứ con đường sườn này. Vừa Chí bèn dùng xe tấn lên quản lý chốt, vừa phục binh thẳng vào đường 3 để ém sức ngựa. Buộc lòng Từ sẽ phải đạp mã lên. Vừa Chí quyết định đã theo xe. Mã này quăng thẳng vào giữa trung lộ. Việc này chẳng hề đơn giản, để Chí chỉ cần một bước giật xe về ba nước và chốc Từ lấy ngựa. Tại vì rằng từ lúc đó, chỉ cần quay mã đường này, việc kích đấu hàng loạt quân chủ lực đã trở thành bắt buộc, mà tính kiềm chế trước mắt đã tự mình dỡ bỏ cho đối phương. Cho nên chẳng hề cần thiết chút nào. Lựa chọn chính thức của loạn chiến vương là bổ sĩ và đợi chờ. Nhưng Từ vẫn vậy, quyết tâm mời đấu bằng được trung pháo. Tất nhiên với sức mã của Từ đang đe dọa chủ lực, Chí không thể nào giành quyền chủ động để thông đổi pháo trước mà nhượng lại cho đối phương. Anh lại điều xe vào đường 6 này, và Từ đã ra tay lấy pháo tiêu diệt. Mã này quăng lên
vừa đánh bắt quân chủ lực, bắt buộc rằng Từ sẽ phải dùng xe đạp thẳng ra chốt, vừa chốc pháo và quyết tâm mời đầu lấy quân chủ lực thứ hai. Đây có lẽ cũng là một lựa chọn đầy khôn ngoan mà danh tướng Giang Tô đã đón chờ từ lâu. Tại vì rằng nếu như giữ bằng được ngựa bằng cách di chuyển trên trục này, kiểu gì đơn xe còn lại cũng chỉ cần tiến lên và gọi hồn như thường. Còn tới đây, cách xử trí của loạn chiến vương là đã bất ngờ để tháo chạy, vừa còn mai phục đánh trà, và Từ ra tay ngăn cản, một bước vừa thoát thân ngựa, phi mã vào đường hai. Và lúc này, Chí chủ động lấy phó 8 tấn 1, vừa che chắn tầm nhìn của chủ lực có thể thừa cơ quét chốt, và cũng như rằng đơn ngựa này gặp khó khăn trong việc tìm đường giải quyết, tại vì với việc thế trận đã ưu trắng hai chốt, Từ hoàn toàn rảnh tay để thúc ngựa vừa ngọa tào kích đấu đã trở thành bất buộc, dễ dàng để phát triển cục diện hơn. Còn tới đây, Từ Siêu chính thức có cơ hội để lộ diện chủ lực còn lại. Và Hồng Chí bèn quay ngựa về đầu tường để che chắn tức thì. Còn nếu như không, xe của Từ chỉ cần tiến lên ngay vị trí này, chắc chắn lúc đó đường cơ của Chí sẽ hoàn toàn phải bấn loạn. Còn tới đây, binh biên lại tiến một. Và Hồng Chí bèn ra tay, Từ bèn tiến xe, Chí điều xe vào vị trí cũ, và Từ đưa chốt để vừa xong. Nhị vị đang tỏ ra thực sự cân tài cân sức, với cục diện này chưa thể nào nói trước được điều gì cả. Mặc dù rằng Từ với lợi thế tiên thủ đã thành công đưa một chốt đầu tiên lững thững vừa xong, nhưng chẳng vì vậy, trận thức kiềm chế của Chí dành cho mình dễ dàng để có thể gỡ bỏ. Loạn chiến vương đã dùng cả tam quân hợp lực xe pháo ngựa tạo ra một hàng rào rất chắc chắn, khiến cho lực tiến công của Từ Siêu đã gặp không ít khó khăn. Xe mã chốt của Từ Siêu gần như đã bị chặn đứng ngay tại biên ải mà không tài nào để tiếp cận được kinh thành. Nếu như vội vàng để cởi bỏ hình trận này bằng cách dùng xe tiến thẳng lên phía trước, Hồng Chí chỉ cần lấy pháo 8 bình 7 đánh đuổi sức xe, và ngựa này chỉ cần một nước để thoát thân lên phía trước, Từ Siêu lại vô cùng vất vả. Thế nhưng đứng ở góc nhìn ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận, vì muốn phong tỏa đối phương cho nên Chí cũng gần như dùng hết tài lực của mình. Xe pháo ngựa tạm thời phải án binh bất động, lững thững đưa binh biên để tiến một. Và cũng nhờ vậy mà Từ Siêu binh 7 đã vừa xong. Nếu như tượng này tiêu diệt, đơn ngựa sẽ ra đi ngay, cho nên lúc này đành miễn cưỡng mà lấy binh biên để tràn qua, có thể tạm thời đối ứng ngang ngựa. Và Từ Siêu binh 7 lại tiến một, chỉ tới đây lại tấn chốt, và Từ đưa binh để tiếp cận thành. Nhanh nhẹn, Hồng Chí điều xe để vây bắt ngay. Gần như đơn chốt này nếu như lánh nạn tận biên ải, quả thực là một lựa chọn chẳng hề khôn ngoan. Thế nhưng đây chỉ là một kế điệu hổ ly sơn, để Từ Siêu quyết định lấy pháo gá vào đường 3, đánh đuổi bằng được sức ngựa, và từ đó dễ dàng để cởi bỏ cho lực kiềm tỏa của đối phương. Sau khi Hồng Chí chấp nhận cái giá này, lấy xe để tiêu diệt chốt, và Từ Siêu đắc ngựa, tượng này theo, xe lại tiến một, rồi lại giật pháo. Nước cờ này cũng chỉ là sớm muộn, còn nếu như không Từ, cũng chỉ cần lấy xe ba để tiến một. Còn tới đây, Từ Siêu bèn nhảy ngựa đánh bất quân chủ lực, xe lại vào để kiềm chế trước, và Từ đạp sĩ trung tâm. Danh tướng Giang Tô đã cho thấy một sự dũng mãnh hơn người trong tài thao lược của mình. Tới đây, chính thức anh thu về cả vốn lẫn lời sau khi chỉ cần nhẹ nhàng bỏ trắng binh ở đường 7. Một nửa hàng tuyến phòng thủ của Hồng Chí chính thức đã bị đánh bay. Trong hình cờ này, việc kích đấu quân chủ lực đã trở thành bất buộc. Đơn xe này phải tiến lên phía trước, mã chỉ cần đạp trắng chủ lực còn lại. Vừa còn mai phục một hướng đánh rõ ràng, đưa xe vỗ mặt để thoát khỏi cảnh kiềm chế, lúc này binh biên sẽ tự do để hoạt động. Cho nên để ngăn cản, đánh trà, Hồng Chí quyết định đưa pháo vào trung lộ, vừa có thể phục sát ngược. Lúc này một lựa chọn đầu tiên là Từ Siêu đưa mã về trung lộ, xe này sẽ theo, và tự dưng Từ Siêu lại lâm vào hoàn cảnh kiềm chế mới rất khó để giải quyết. Chốt tháo chạy thì mất mạng, xe này nhúc nhích thì vẫn vậy. Còn nếu như muốn giải quyết ổn thỏa, chỉ có thể đưa mã 5 tiến 7, nhưng xe này vẫn theo, vừa phục sát vừa đe bắt, mã lại phải quay vào, và xe vẫn vào trung lộ như vậy. Chẳng hóa ra những ưu thế trước mắt của Từ Siêu sẽ tự mình tiêu tan.
Một kết quả hòa sẽ làm cho Loạn Chiến Vương với tư cách là hậu suất vô cùng hài lòng. Cho nên trong hình cờ này, lựa chọn chính thức để giải sát Tử Siêu bẩn xuất tướng và Hồng Chí vỗ mặt ngay, tướng vào trung lộ, rồi bình xe đe bắt ngựa. Nước cờ này là đương nhiên, còn nếu như không, Tử Siêu chỉ cần lấy xe điều vào đường 6 vừa mai phục sát cuộc và lúc này tự do để ủi binh lên phía trước, chẳng mấy chốc mà trở nên đại ưu. Và bắt buộc rằng với hình cờ, Tử Siêu phải tháo chạy ngựa, đánh trà, xe lại vào đường cũ, vừa phục sát. Sau khi Tử tới đây, lại xuất tướng, thì Chí lại theo xe, tướng vào trung lộ, rồi bổ sĩ ngay. Và Tử Siêu mã 9 tiến 7. Nước cờ này đã thể hiện toàn bộ quyết tâm vô cùng cao độ của danh tướng Giang Tô, không thể nào chấp nhận một kết quả hòa. Về hàng tuyến tấn công thực sự đang ngang ngửa, vấn đề còn lại là chỉ cần giải quyết được lực giữa xe và chốt đang bị kiềm chế tức thời. Chắc chắn, việc mất đi một nửa hàng tuyến phòng thủ là một cơ hội để Tử Siêu dễ dàng lập nên chiến công hiển hách cho Nam đội. Trong hình cờ, Hồng Chí buộc phải ra sức mà cố thủ, Dương Sĩ đánh đuổi ngựa. Nhưng điều này cũng chẳng hề gây khó được Tử Siêu, bèn nhẹ nhàng thúc ngựa ra biên cương, vây bắt đơn tường đã rõ ràng. Nhưng nếu như tháo chạy bằng cách quăng đường một, chắc chắn là một cơ hội để Tử đưa xe vào trung lộ, chốc pháo và mở đường có thể thoát chốt ngay. Bởi vậy, lúc này Hồng Chí quyết định đưa tướng để trở công. Nhị vị bắt đầu chính thức tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Sau những màn vần vũ không thể nào phân được thắng bại giữa trung cuộc, tới đây một màn so găng đỉnh cao về tán thủ chính thức được phơi bày. Đối diện với những chiêu thức vô cùng dũng mãnh của Tử Siêu, quyết tâm lấy mạng bằng được, công thành dỡ trại bằng sức ngựa ở biên ải này. Vẻ mặt sát khí đằng đằng, Hồng Chí tướng quân thoát bào để xung trận. Rõ ràng sát cục minh xe là điều anh đang còn dành tặng cho đối phương. Nhưng lúc này Tử Siêu chỉ còn đúng một lựa chọn là phải theo xe vào giữa. Cũng vì vậy mà Chí thản nhiên để bước từ chốt. Nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề rẻ chút nào. Và trong ánh mắt của viên mãnh tướng tới từ Giang Tô như lóe lên một niềm hy vọng. Chỉ cần dùng mã bước từ vào giữa đơn tường, vừa còn đe dọa lấy pháo trung tâm. Và Hồng Chí đối diện việc này sẽ phải xoay sở ra sao? Anh bèn tiến xe để chiếu gấp, sĩ thoái, rồi vỗ vào mời tướng Tuấn lầu 2. Lúc này lại quay xe để phòng thủ. Nước cờ đã trở nên bắt buộc. Và cũng vì vậy mà đơn sĩ còn lại cũng vong mạng nốt. Cuộc chiến đang ngày càng trở nên gây cấn hơn cả, liên tục là những nước tầm cao và cục diện trong hình cờ này lại càng khó đoán hơn trước. Tại vì mặc dù chỉ với một đơn chốt còn xa vạn dặm với kinh thành, nhưng Tử Siêu sau một hồi vần vũ dùng sức mã này để quấy nhiễu vào hàng tuyến phòng thủ của Loạn Chiến Vương. Qua mấy hiệp giao chiến, toàn bộ tùy tùng của Loạn Chiến Vương đã bị bức tử, tướng đứng một mình trơ trọi, xe ngựa này liên công, e rằng Chí sẽ được một phen vớt vả. Nhưng bàn cờ này vẫn còn một hy vọng cho Loạn Chiến Vương. Chúng ta cùng chờ đợi. Anh bèn đưa chốt vào để tiếp cận. Sau khi Tử đưa tướng thối một và Chí lại tiếp cận, Tử tới đây bèn một nước nhảy ngựa, Chí bèn lao xe để chiếu gấp tướng Tấn lầu 2, lại quay xe để chốc vào ngựa. Mã này quay đầu vừa chốc pháo trung tâm. Và đương nhiên nước cờ này Chí đã chuẩn bị, đưa pháo hồi một và Tử lại đưa tướng quay đầu. Một vòng đấu có thể nói là trường đô thì mã lực, tức là đường dài mới biết được ngựa hay. Mặc dù áp đảo hoàn toàn về cục diện tấn công, nhưng Loạn Chiến Vương cũng thể hiện một độ dẻo dai và tinh quái của mình. Chỉ cần một đơn chốt, tướng trở công và đơn xe này giữ mặt, chắc chắn là danh tướng Giang Tô cũng chuẩn bị đối diện với một phen vất vả. Trong hình cờ đưa tướng về trung lộ, mục đích của Tử chỉ cần bổ sĩ ngay. Nhưng chẳng vì vậy mà Chí tỏ ra bị động, chỉ cần lao xe để chiếu gấp tướng Tấn rồi lại quay đầu xe. Nhưng Tử Siêu cũng nhẹ nhàng đưa tướng về kinh thành. Tiếp diễn hình cờ này là một kết quả hòa cuộc vô cùng nhạt nhẽo. Cho nên cách đánh của Loạn Chiến Vương là đưa chốt để áp sát, Tử có thể tự do để bổ sĩ, và Hồng Chí đưa chốt 2 để bình 3. Tử Siêu lại xuất tướng đường còn lại, mục đích là tháo chạy đơn xe này, tìm một vị trí khác để liên công, ví dụ là điều sang phía cánh phải.
và lựa chọn của loạn chiến vương. Bần tiến xe lên phía trước, màn bỏ trắng pháo để cầu công. Từ siêu hoàn toàn dễ dàng đánh giá được, nếu như lấy xe đắc pháo. Lúc này, Chí chỉ cần lấy xe để khuyết sĩ trung tâm và từ siêu vô phương để phòng thủ, ngăn cản sát cục. Chỉ có thể lấy xe điều đường 6 để giữ mặt, nhưng làm sao để có thể cầm cự được lâu dài? Chí lấy xe điều 6 vừa phục tiến 1, tướng phải vào trung lộ, chỉ cần đưa chốt này tiêu cận và từ siêu tự khắc buông cờ nhận lấy phần thua. Cho nên không thể nào đoạt trắng pháo một cách đơn giản. Cách phòng thủ của danh tướng Giang Tô là đã nhảy ngựa. Còn nếu như một lựa chọn khác, liệu rằng có thể nào đưa tướng vào trung lộ để giữ quân? Lúc này chốt vẫn chỉ cần tiếp cận, vừa đe dọa lấy sĩ, chắc chắn là từ cũng trở nên vô phương. Sĩ tháo chạy, xe tấn để tuyệt cục. Còn nếu như thí mạng, cũng chẳng thể nào cầm cự được bao lâu, xe vẫn tiêu diệt. Còn trở lại với thực chiến của mình, từ siêu bần nhảy ngựa là một nước cờ chẳng hề đơn giản. Để cho Chí có thể dùng xe khuyết sĩ ngăn cản được sát cục này, từ siêu buộc phải bình xe. Và tới đây tưởng chừng như dễ dàng, nhưng loạn chiến vương chỉ cần một nước xa xảy sẽ rơi thẳng vào hố sâu của sự nuối tiếc, lấy xe điều 6 vừa mai phục sát cuộc. Nhưng bàn cờ này, từ chỉ cần lấy xe tiến thẳng 3 nước, tướng tấn lầu 2 lại quay ngựa, rõ ràng là tướng leo lầu 3 và thoải mái có thể thoái xe 2 hoặc là móc đáy để tuyệt cục ngay. Pháo nảy theo thì vẫn vậy, thực sự đã hoài công. Cho nên trong hình cờ này, gần như chỉ cần một nước là có thể định đoạt cuộc thế ngay, nhưng phải lập tức quay về phòng thủ. Hồng Chí chẳng hề còn lựa chọn, lấy xe 5 để bình bày. Nước cờ này đương nhiên là duy nhất để có thể ngăn được sức ngựa có thể chiếu gấp ở vị trí này. Nhưng cũng vì vậy mà sát cuộc tạm thời còn bị trì hoãn, nằm ngay chân tường, không thể nào làm được gì cả. Và Tử Siêu quyết định lấy xe tiến thẳng 3 nước, tướng tấn lầu 2 lúc này lại quay xe về cửa hà. Âm mưu của Tử Siêu vô cùng lộ liễu, chỉ cần vỗ mặt và tốc thắng bất ngờ. Nhưng cách đối phó của loạn chiến vương khiến khán giả phải trầm trồ. Dũng mãnh đưa tướng thượng lầu 3 có vẻ như là một thủ pháp mang tính chất khiêu khích đối phương, đưa chính tướng quân của mình để làm mồi nhử. Liệu rằng sẽ ra sao trước sự tiến công hùng hồn của đơn xe và mã liên hợp? Tất nhiên Chí không thể nào dùng tướng để tiêu diệt ngựa, tại vì lúc đó Từ chỉ cần cắm thẳng xe và tuyệt cục. Nhưng cũng chẳng thể nào trì hoãn, tại vì rằng nếu như không tháo chạy, lững thững đưa xe để đợi chờ, chắc chắn Chí chỉ cần lấy pháo 5 bình 2, vừa lúc này có thể đánh bắt ngựa một cách nhẹ nhàng và Từ Siêu buộc phải buông cờ ngay. Ngựa mất mạng chẳng còn gì cả, nhưng nếu như tháo chạy, pháo chỉ cần lao mình, tưởng quăng lên và tiến chốt ngay. Cho nên trong hình cờ này, lựa chọn của Từ Siêu là thoát thân ngựa, vừa phục có thể vỗ chiếu và tốc thắng tức thì. Nhưng một đòn như sấm sét của Hồng Chí vào chính thời điểm mà gần như cục diện không thể nào đoán trước, anh đã lấy xe 7 điều vào đường 4 ngay. Một đòn đánh kinh thiên động địa, Từ Siêu không thể nào kịp trở tay. Với việc này, chỉ có một lựa chọn duy nhất, phải buông cờ nhận lấy phần thua. Tại vì rõ ràng, tướng không thể nào vào trung lộ, bởi vậy phải dùng xe để tiêu diệt. Nhưng lúc đó loạn chiến vương chỉ cần một lão chốt đủ để bắt sống tướng ngay. Một ván đấu với sát pháp cực độc, không thể nào thi vị hơn, quả thực rất đáng để thưởng lãm. Phần bình luận hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.